Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Tết Mắt. Mình là Hồng Nhi, còn đây là bản tin buổi sáng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sau nhiều năm phát triển và nghiên cứu thì cuối cùng Samsung đã cho ra mắt camera 360 độ với tên gọi là Samsung 360 RAW. Đây là sản phẩm nằm trong Project Beyond, chuyên sản xuất camera 3D phục vụ cho Gear VR. Khác với người đàn anh trước là Gear 360 dành cho khách hàng phổ thông, thì đây sẽ là sản phẩm cao cấp hơn, hướng tới nhu cầu stream nội dung thực tế ảo chuyên nghiệp. 360 RAW được trang bị tới 17 camera, chia làm 8 cặp cùng với một camera ở phía trên đỉnh máy. Mỗi camera có kích thước là 1:2.8 inch, độ phân giải 2 megapixel cùng với khẩu độ f/1.8. Với hệ thống camera này, thì người dùng có thể stream VR 360 độ với độ phân giải lên tới 4K 30 khung hình trên giây. Đây là điều bạn không thể nào làm với Gear 360. Và đặc biệt hơn, nhờ hệ thống camera chia theo cặp, thì người dùng hoàn toàn cảm nhận được độ sâu của trường ảnh, khác hẳn với nội dung VR phổ thông thường gặp chỉ dừng lại ở 2D. Nếu như chúng ta có trải nghiệm VR 4K mà âm thanh cùi bắp thì cũng không tương xứng đúng không nào? Chính vì thế, Samsung trang bị cho 360 RAW tận 6 micro trong máy cùng với hai cổng để gắn mic ngoài để tái tạo âm thanh 3D chân thật nhất, đảm bảo cho người xem đắm chìm trong thế giới thực tế ảo hoành tráng luôn. Và để đáp ứng nhu cầu lưu trữ khủng khiếp về cả âm thanh và hình ảnh thì một ổ cứng SSD dung lượng là 60GB đã được trang bị sẵn trong máy, cùng với đó là 10GB RAM LPDDR3 giúp quá trình stream luôn hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả. Máy còn được trang bị thêm cổng mạng LAN cùng với USB-C để truyền dữ liệu, cùng với chuẩn kháng nước kháng bụi IP65 cho phép máy hoạt động trong điều kiện ngoài trời dễ dàng. Tuy có trang bị khủng như thế nhưng mà 360 RAW lại có bề ngoài khá là khiêm tốn, nặng khoảng 2kg và trông khá là giống với một chiếc robot hút bụi. Giá tuy chưa được công bố chính thức nhưng theo các nguồn tin cho hay thì nó sẽ rơi vào khoảng 10.000 USD. Đây là mức giá khá hợp lý so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc như là Nokia Ozo. Máy sẽ được bán ra cuối tháng này tại thị trường Mỹ và sẽ được mở rộng ra các thị trường khác trong tương lai gần. Và thông tin tiếp theo đó là HTC U11 Plus lộ ảnh render và điểm benchmark. Chiếc điện thoại mà HTC sắp ra mắt đó là HTC U11 Plus vừa lộ điểm benchmark. Theo kết quả benchmark, máy sẽ chạy trên hệ điều hành Android 8.0 Oreo, màn hình 6 inch với độ phân giải 1440x2880, tức là HTC đã cập nhật theo xu hướng màn hình tỷ lệ 18:9 cho chiếc flagship cuối năm của mình giống như những đối thủ khác. Hình ảnh render mới lộ trên Twitter cũng đã khẳng định tỷ lệ màn hình mới này. Về phần thiết kế thì U11 vẫn trung thành với thiết kế mặt gương ở lưng với kích thước là 158.2 x 74.6 x 9.1 mm, dài và dày hơn so với chiếc LG V30. Tuy nhiên thì với kích thước hơi bự này thì có thể HTC sẽ trang bị cho máy một pin với thời lượng lớn hơn vào khoảng 4.000 mAh chẳng hạn. Và để tiết kiệm không gian ở mặt trước thì cảm biến vân tay sẽ được đặt ở mặt lưng ngay phía dưới camera. HTC U11 sẽ được trang bị chipset Snapdragon 835, camera 12MP và camera trước là 8MP. Dự kiến máy sẽ được giới thiệu vào ngày 2 tháng 11 sắp tới. Và thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay đó là 130.000 chuyến xe miễn phí cho người uống bia. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa phối hợp với Heineken Việt Nam cùng với Uber Việt Nam giới thiệu chương trình Đã uống rượu bia thì không lái xe. Đây là chương trình nhằm thay đổi thói quen tham gia giao thông của người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời mang đến những giải pháp thực tiễn để giải quyết những vấn đề an toàn giao thông. Và với mức đầu tư lên tới 15 tỷ đồng, chương trình Đã uống rượu bia thì không lái xe năm 2017 khuyến khích thúc đẩy văn hóa uống bia có trách nhiệm. Cụ thể thì Heineken kết hợp cùng với Uber cung cấp 80.000 chuyến Uber miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 50.000 phiếu đi taxi miễn phí tại 5 thành phố lớn: Nha Trang, Hải Phòng, Vũng Tàu, Biên Hòa và Cần Thơ để đưa người tiêu dùng về nhà an toàn sau khi uống rượu bia. Và chương trình này là một phần của chiến dịch Đã uống rượu bia thì không lái xe của Heineken trên toàn thế giới và được triển khai dựa trên kết quả nghiên cứu tại 10 quốc gia trọng điểm, trong đó có Việt Nam, và với mục tiêu tìm hiểu hành vi lái xe sau khi uống rượu bia của người tiêu dùng tại các quốc gia này. Và đó là những tin chính trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày thứ sáu làm việc vui vẻ. Và nếu tối nay các bạn có đi chơi cùng với bạn bè nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam và có uống bia thì nhớ là hãy book ngay và luôn Uber nhé. Còn bây giờ thì ông Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.